tuy gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác dạy học trực tuyến, song đã bước qua ngày thứ tư. Kết quả kiểm tra cho thấy việc tham gia học các loại hình trực tuyến cũng như tài liệu ôn tập của học sinh Hòa Vang đạt tỷ lệ trên 80%. Đây là buổi dạy học trực tuyến của cô giáo Huỳnh Thị Phương Thúy, trường tiểu học Lâm Quang Thự tại xã Hòa Phong. Phương pháp truyền đạt của cô là kết nối máy tính tại nhà với phụ huynh học sinh qua Zalo, chụp ảnh bài tập gửi, hướng dẫn cách làm bài. Sau đó, thu bài tập, chấm điểm và gửi lại cho học sinh. Đối với các em chưa hiểu bài giảng, cô Thúy hướng dẫn đăng ký danh sách vào Zalo nhóm. Đến giờ hẹn, cô trò cùng lên máy để ôn tập. Thứ nhất là in những cái bản word, photo phát đến tận tay cho học sinh làm bài. Bên cạnh đó thì chúng tôi dạy online. Đây là cái tuần đầu thì cái nội dung chủ yếu là ôn tập kiến thức cũ. Do đặc thù của huyện Hòa Vang, đa phần phụ huynh học sinh làm nông nghiệp và các ngành nghề phổ thông, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, lại có các xã miền núi. Ngoài việc phát huy tối đa thế mạnh của công nghệ thông tin, thì việc giáo viên chủ nhiệm in ấn tài liệu mang đến tận nhà cho từng em hoặc gửi ở nhà trưởng thôn nhờ thông báo đến nhận giúp được duy trì hàng ngày. Nếu mà khó khăn gì trong cái bài giảng hay là không hiểu thì cũng gọi video qua Zalo hoặc là Messenger để cho cô chủ nhiệm là trực tiếp hướng dẫn, các em cũng nắm được kiến thức. Vấn đề tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học bằng nhiều hình thức khi các em chưa đến trường, chắc chắn nó không hiệu quả bằng các em học trực tiếp tại trường. Tuy nhiên đây là một cái giải pháp tôi cho là tối ưu trong cái thời điểm hiện nay khi chúng ta vừa nghĩ để phòng chống dịch mà đảm bảo cái kiến thức cho các em. Tuy chỉ là giải pháp tình thế, nhưng việc tổ chức dạy học qua hình thức trực tuyến hoặc sao in tài liệu là cách để học sinh ôn tập kiến thức, hình thành ý thức tự học từ những nỗ lực của đội ngũ thầy cô giáo trong việc truyền đạt kiến thức cho các em khi không thể đến trường do đại dịch COVID-19.